Rồi em dâm cái code nó lớn lên tí xíu nè. Rồi mình chia sẻ luôn ha. Mình sử dụng thư viện như thế nào? Mình add thư viện gì vào đâu? Rồi mình có cấu hình gì không? Rồi khi mà mình muốn export ra thì mình sẽ gọi cái gì? Đó, thì em chia sẻ cái đó cho các bạn. Thứ nhất là em add thư viện thì em add bao gồm tổng cộng là 7 cái thư viện cần thiết. Và cái thứ hai là em tạo ra một cái file Excel ở trong phần Utils để tiện gọi ra cho nó dễ hơn. Thì em tạo cái phần xuất Excel ở trong cái phần thống kê. Để em xem lại tại vì nó không có thấy được cái Java. Em xem full đi. Thì em thêm một cái nút là nút xuất Excel thì nó sẽ xuất ra cái phần Excel của cái bảng đang lựa chọn ở đây. Thì giả sử như em xuất bảng điểm của khóa học Pro 02 thì em đặt tên là, giả sử vậy, thì em bấm save thì nó sẽ tự động mở ra cái file Excel em vừa lưu. Thì nó sẽ bao gồm là cái phần chuyên đề, giả sử như là em xuất phần người học, phần người học thì xuất Excel. Cái này nó để em thử lại này. Đã được rồi này. Đấy thì em xuất cái Java 02 gồm những bạn này. Thì ở đây nó cũng sẽ có là những bạn này 308 cuối. Đây đúng 308 ở cuối. Thì em làm như nào thì ở trong phần code em có thêm cái file Excel thì trong đây bao gồm là có hai cái. Một là Open xuất Excel, tức là mở lên cái hội thoại để chỉ hướng dẫn, và cái thứ hai là Write to Excel, tức là viết file vào trong Excel. Thì để cho ngắn gọn thì em gom một phần này thành cả hai luôn, ở phần G file chooser này luôn. Thì khi mà em bấm vào cái nút xuất Excel thì nó sẽ thực hiện lệnh là Write to Excel. Nhưng mà trước đó thì để mà lấy được dữ liệu từ cái bảng nào mà mình đã chọn thì ở trong cái phần fill table lương người học rồi bảng điểm cái thứ, thì khi mà em bấm chuyển chuyển sang một cái loại table khác giống như ở trên đây thì nó sẽ loét lại một cái table mới, thì em tận dụng được cái phần đấy luôn. Nên là để lấy trực tiếp dữ liệu từ cái phần loét đấy thì em set trực tiếp vào trong cái table ở trong cái file Excel này. Thì em có thêm một biến để làm vậy thì em có thêm một biến tổng lớn ở ngoài là private G table table. Thì cái này mang nghĩa là để lưu được cái bảng nó đã được loét sẵn đấy, thì mình muốn chuyển sang bảng khác thì cái bảng này nó sẽ được loét lại từ đầu. Rồi khi mà em thực hiện bấm nút lệnh Write to Excel thì nó sẽ
mở ra cái phần lựa chọn file. Và nếu mà cái file đấy nó không null thì ban đầu thì em thường là người ta sẽ đặt đuôi tên file, thì em ở đây sẽ đặt sẵn cho người ta luôn, thì cái đuôi đấy nên em sẽ thêm thành đuôi chấm xls. Rồi cái thứ hai là sau khi có được cái đường dẫn thì em tiến hành lưu workbook, thì em sử dụng Rồi, ok, đợi thầy chỗ này tí xíu. Cái chỗ mình new file này nè, thì mình có thể là mình biết là mình đang ở cái bảng nào không? Cái table mà em tạo lúc nãy á. Cái Z table mà nãy em tạo á. Dạ vâng. Thì À. khi mà em bấm sang cái loại table khác ấy, Ừ. thì ở trên này nó sẽ thực hiện một lệnh fill table mới. Ừ. Thì để em tận dụng được cái lệnh fill table mới đấy, thì mỗi lần mà thực hiện lệnh fill table thì em mặc định là cái bảng đấy là người ta đang sử dụng, nên là Rồi. em để set table của Excel luôn, để Rồi, khi mà mình tốt. lưu là mình sử dụng cái đấy á. Rồi. Như vậy bây giờ ở bên này, ở bên cái class là Excel này nè. Mình có biết là mình đang thao tác với cái table tên gì không? Dạ, cái này là được lưu sẵn khi mà em Cái chỗ mà để em lên set qua đó. À đây đây đấy. Bây giờ là chỗ này nè. Back lại. đây. Ok. Như vậy ngay chỗ này em đang có cái table là TBL bảng điểm đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi. Như vậy thì em lưu giúp cho thầy cái này vô trong cái Excel của em luôn là bảng điểm. Hiểu không? Dạ. Để làm gì? Để ngay cái chỗ mà tạo tên á. Dạ. À, thay vì là em cộng với lại cái LSX thì em có thể để là bảng điểm cộng với ngày tạo, ngày giờ tạo. Dạ. Tức là giống như là mình tự gợi ý một cái tên mới cho người dùng. Dạ. Ừ, thay vì người ta phải phải tự gõ, không có rất là nhiều người làm biến. Không? Dạ. Mà những người làm biến là những người hay thành công. Dạ vâng. Cho nên là các bạn sẽ thêm vào cái chỗ đó, thì các bạn Dạ. cái ứng dụng của bạn nó sẽ có UX tốt hơn. Rồi, ok. Auto name là mình lấy cái name của cái table ở bên kia cộng với cái ngày tháng, ngày giờ mà mình tạo file là Dạ. nó có được cái tên file không bị trùng. Ok. Rồi, tốt rồi em, tiếp. Sau khi đấy thì khi mà em hoàn tất tạo một cái file mới, thì tiến hành nạp file nạp nạp dữ liệu từ cái table đã lưu, thì em set hàng đầu tiên là hàng số 0, create row 0, tức là con trỏ của phần Excel là nó sẽ đưa về cái dòng đầu tiên. Rồi, có một cái nữa là thầy thấy hình như là bảng nào cũng là customer hết đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ, cho nên là chỗ này mình sẽ lấy cái tên hồi nãy đó, Dạ. mình đẩy vô đây để mình tạo một cái sheet với cái tên đó thì nó sẽ rất là ok. Dạ. Ừ, rồi. Dạ tiếp tục nhá. Rồi. Dạ tiếp theo là em duyệt hết tất cả các cột Ừ. ở trong phần Excel về nhét nó vô nhét nó vô một cái biến gọi là biến cell, rồi tiếp Ừ. theo là đến biến row, rồi đến cuối cùng thì em tạo ra một cái file output stream, rồi viết vào nó và cuối cùng là mở file, Ok. open file, file save to string. Ở đây có nghĩa là cái đường dẫn em nãy đã có thì em mở sẵn cho luôn người ta. Rồi, ok. Còn về phần driver thì cái này em cũng không biết là phiên bản nào sẽ tốt nhất, nhưng mà em có tìm hiểu qua trên mạng thì đa phần là người ta sẽ sử dụng phiên bản từ 5.0, và nói chung là em nghĩ là em thấy là cái này nó sẽ chạy ổn, nên là em để luôn chứ em không muốn cập nhật lên. Thì em sử dụng là tổng cộng là 3, 7, 7 file driver, và em import nó vào trong NetBeans. Rồi,
Rồi. Rồi, ok, các bạn có đặt câu hỏi gì với lại bạn Thủy không? Alo các bạn. À, các bạn nào đặt câu hỏi để cho thầy biết rằng là các bạn đang theo dõi bài và muốn hiểu rõ hơn để mình làm cái phần này. À, bạn cài thư viện gì thầy? Em kiếm hoài thư Đó, viện bên thầy kia em. kìa, POI kìa em. Thư viện chính của Excel là POI, Thôi, POI. thôi thầy ạ. Đó là thư viện chính để mà mình xuất ra Excel. Rồi, ngồi Long hỏi thì còn bạn nào muốn quan tâm đến cái phần nào của Thụy trình bày nào? Hello. Hello bạn Thủy ơi. Rồi, Lợi hỏi nè. Dạ, mình nghe. Thì cái câu hỏi của mình nó cũng không có kia đâu. Là mình hỏi là cái phần này của bạn là bạn xuất dữ liệu thẳng từ nó lấy dữ liệu từ SQL thẳng lên trên Netbeans xong rồi nó truyền về nó mới xuất ra bên bên Excel rồi đúng không? Cái này là mình Hay là bạn mới làm mảng rồi? Tại cái vì này là mình mình chưa có kết nối SQL nên mình làm mảng mình không xuất qua được. thì cái này nó có một cách, nó là sử dụng data trực tiếp từ SQL. Thì ở đây, nhưng mà mình ở đây là mình lùi làm cái truy xuất dữ liệu đấy, nên là cái phần fill fill table bảng điểm, fill table lượng người học, nó có sẵn cái phần đấy rồi, nên là mình tận dụng khi mà nó nẹp cái list ở đây nè. Đấy, thì cái table đấy nó đã được nẹp sẵn rồi thì mình lấy từ cái table đấy luôn. Thì ở đây là mình sử dụng dữ liệu từ Java nha bạn. Tại mình thấy bạn làm á, tại trên hình chiêu thầy post thì mình nó không rõ hết lắm nên mình không rõ là Bạn bạn nói làm lớn lên, Lời SQL. nói lớn lên lời. Tại cái tai nghe nó nhỏ thêm. Tại cho nên em muốn em cũng có em thì chưa làm gì bằng bạn nhưng mà em cũng có nghiên cứu một tí về phần em thì em không thích qua cuộc nhưng mà của em nó cứ lỗi nó báo lỗi em là không biết lỗi ở đâu. Xong rồi em là em nạp em SQL của em cũng em bị lỗi xong rồi chứ em cài lại mà em chưa kết nối xong rồi em thấy bạn nạp được cho nên em nghĩ là bạn nếu mà kết nối được SQL thì em nạp được thẳng từ SQL lên được thì em sẽ hỏi bạn thử nếu mà bạn còn biết ngoài cách nào để đưa thẳng lên đó nếu mà mảng thì em cũng đang làm mảng mà nhưng mà em vẫn chưa được chưa xuất ra được với bạn. Rồi, ok. Rồi, rồi thầy giải thích chỗ này cho nó dễ hiểu nè. Cái ở chỗ mà write to Excel mà bạn Thùy đang viết á, thì nó chỉ có phần mấu chốt là bạn sẽ tạo ra một cái workbook, tức là giống như là mình vô Excel mình new một cái file Excel, được chưa? Rồi, như vậy bạn new một cái file Excel thì trong cái file Excel đó nó tự động tạo cho bạn một worksheet. Còn đối với mình phải tạo một cái worksheet. Các bạn kịp không? Là ở dòng số 61 là bạn tạo workbook. Dòng 63 bạn tạo worksheet với cái tên là customer. Sau đó bạn sẽ tạo cái dòng đầu tiên row ở dòng 65. Create row ở dòng 65. Bạn tạo dòng xong thì bắt đầu mình tạo từng ô một. Từng ô một. Và chúng ta sẽ tạo ở đây. Các bạn thấy là bạn đang for y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn table get column, tức là theo cột. Theo cột. Và chúng ta sẽ tạo ra cell từng ô một. Ô đầu tiên bạn tạo cái ô xong rồi bạn lấy cái giá trị là table get column y. Như vậy ở chỗ này nè, mấu chốt là ở chỗ dòng 68. Bạn Thụy thì lấy table get column name để lấy cái tên của cái trường đầu tiên. Còn các bạn nếu như các bạn dùng một cái mảng là ArrayList, ArrayList và các bạn có cái ArrayList của các bạn là từng cái entity chẳng hạn, ví dụ như là bạn load dữ liệu vào một cái list và trong cái list của các bạn cái object của bạn là một entity thì ở chỗ này
các bạn sẽ get từng cái attribute bạn đẩy vô đây để nó tạo cho cái name của cái column. Được chưa? Đó là phần đầu tiên. Từ 66 đến 69 là mình tạo cái dòng đầu tiên là các cái column name của cái bảng mình. Tiếp tục từ cái dòng 71 cho đến dòng 79, bạn cũng đang get của chúng ta là từ cái table 0, ri tại từ 0 cho đến table get row. Tức là mình đếm có bao nhiêu dòng. À, đếm có bao nhiêu dòng. Là dòng đầu tiên thì chúng ta tạo new một cái row mới nữa. Hồi nãy là cái row đầu tiên chúng ta làm title là bạn để là row 0. Được không? Cái dòng 65 kìa, row 0. Như vậy dòng tiếp theo ở chỗ 672 là row g cộng 1, g bằng 0, g cộng 1 là 1. Tức là cái dòng thứ hai tiếp theo cái dòng tiêu đề của bạn. Và ở chỗ này bạn sẽ for chạy từ 0 cho đến column, column count. Tức là bạn viết từng dòng vào. Như vậy thì nếu như cái dữ liệu của các bạn nằm ở list thì ngay chỗ này, ngay chỗ 71 đến 79. Và cứ mỗi lần bạn tạo thì bạn sẽ get từng cái entity bạn đưa vào cái vòng for k đó. Thì thay vì table thì bạn sẽ for là trong cái entity của bạn có bao nhiêu attribute thì bạn đưa vào đây. Và bạn Thụy làm rất là thông minh, mình tận dụng cái table này. Nhưng trong trường hợp có những chỗ mình không có table thì mình sẽ làm khác tí. Còn bạn đang tận dụng cái table mà mình có ở bên kia thì rất là thông minh để mà xử lý dữ liệu cho nó dễ. Đó, vậy thôi, cốt lõi của chúng ta là vậy. Tạo quật put, sau đó tạo quật sit, sau đó tạo row và tạo cell. Đó, cơ bản là chúng ta đi từ lớn đến nhỏ. Hết. Rồi, còn gì hỏi nữa không? Rồi, như vậy phần này chỉ có bạn Long và bạn Lợi hỏi ha. Rồi, cảm ơn bạn Thụy. Bạn Thụy làm rất là cẩn thận và cái phần trình bày của bạn rất là tốt. À, cái khả năng trình bày của Thụy khá là ok. Rất là rõ ràng. Và cái cách làm của Thụy rất là thông minh. Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Ok.